Nhưng bởi vì Trung Nguyên xin lỗi là như thế này, có nhiều bác nào mà có nghe ghiếc, người ta kêu là nghe hoài, ngày nào cũng nghe nó cũng nhàm. Nhưng mà Trung Nguyên xin lỗi như thế này, tình hình cuộc chiến Ukraine và Nga vẫn là cái tình hình quan trọng nhất. Tuy rằng gần đây cũng có nhiều sự biến cố ở tại Trung Đông, nhiều nơi khác, nhưng cụ thể chiến tranh và Nga vẫn là cái tâm điểm của thế giới. Và đây cũng là một cái cuộc chiến nó có thể dẫn đến nhiều cái thảm họa lớn lao. Các quý vị cũng biết là người ta có nói một cái câu á, muốn xóa hủy cái nền văn minh của nhân loại đó, không có phương pháp nào mà tốt mà lẹ hơn là chiến tranh hết. Và đặc biệt là Nga và Ukraine là cuộc chiến tranh, đặc biệt là Nga là cái quốc gia có đủ tiềm năng, đủ khả năng để tiêu hủy nhân loại với 6.000 mấy trăm đầu đạn hạt nhân mà Nga đang sở hữu. Cũng bởi vì như vậy, cuộc chiến tranh này nó vẫn dẫn đến nhiều sự lo lắng. Và nếu các quý vị nào mà nói thực tế là kêu là ôi Nguyên ơi, ngán quá rồi thì phải chịu thôi. Nguyên nói chừng nào cuộc chiến tranh này nó chấm dứt, cũng giống như là một nhà chánh trị gia chấm dứt cuộc đời chánh trị của mình như vậy. Ngày nào ổng còn nắm quyền thì ngày đó Nguyên còn nói, ngày nào mà ổng không còn nắm quyền nữa thì thôi, Nguyên sẽ buông tha cho ổng. À, ổng về hưu thì thôi, ổng nghĩ thì thôi, nhưng mà ngày nào ổng còn nắm quyền thì Nguyên càng nói còn nói. Còn chiến tranh quý vị, ngày nào nó còn chiến tranh thì Nguyên càng lên tiếng. Và bây giờ để chúng ta tìm hiểu cụ thể sự kiện những ngày gần đây xảy ra, mà với cái tựa đề thì chắc là các quý vị nói mấy bữa nay á, tôi đọc báo Việt Nam á, tôi đọc báo nước ngoài, tôi thấy là toàn là nghe nói là Nga đồ tấn công đồ, lấy thành phố đồ, làng đồ của Ukraine mà. Đâu có nghe thiệt hại gì đâu. Đâu có nghe thiệt hại gì đâu. À, sao thằng Nguyên nó đưa cái tựa đề kỳ ta? Thì thực tế là trong cả tuần vừa qua, mình phải nói là 2 tuần vừa qua, thì chúng ta đã thấy rõ được là cái sự tấn công của Nga rất là dồn dập. Đặc biệt là cái mặt trận ở tại miền Bắc Kharkiv và cả luân sườn miền Đông. Nga đã chiếm một số lượng đất đai, nhỏ ở nhiều khu vực khác nhau. Nga đã đạt được những cái thành quả mà có thể nói là thành quả nhỏ mà trong vòng 2 tuần. Nhưng 2 ngày gần đây thì bắt đầu tình trạng cuộc chiến ở tại Kharkiv là miền Bắc đang khá là ổn định trở lại. Và Ukraine đã phản đòn một cách dữ dội. Ukraine đã không chỉ có đơn giản là phòng thủ ở tại biên giới, mà Ukraine đã tấn công sâu vào trong. Điển hình, ngày hôm qua là Ukraine đã tấn công 100 chiếc máy bay không người lái. Phía bên Nga công bố là trên 100, Ukraine thì công bố 100 thôi. À. Và ngày hôm nay, khi lúc đó Nga công bố là Ukraine tấn công 60 chiếc máy bay không người lái. Bên Ukraine thì chỉ có công bố Nga tấn công 30. Cũng có nghĩa là Ukraine bây giờ tấn công nhiều hơn Nga gấp đôi, đặc biệt là sâu vào trong hạ tầng của Nga. Thì cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào căn cứ quân sự, những cái nơi lọc dầu, những cái nơi hạ tầng chủ yếu của Nga. Và tất nhiên là các quý vị cũng biết là Nga khi bị thiệt hại thì Nga không bao giờ công bố. Nga lúc nào cũng giấu cái bản tin thiệt hại về thiết bị quân sự, thiệt hại về tính mạng của binh sĩ hay thiệt hại về hạ tầng của Nga thì Nga lúc nào cũng giấu hết. Nên là các quý vị ít nhận tin là chuyện bình thường. Các quý vị không nhận tin được lẽ cũng là chuyện bình thường, vì thường lớn chúng ta phải đợi đến 1 ngày, nhiều khi đến 2 ngày qua vệ tinh thì chúng ta mới biết được là cái thiệt hại của Nga nó như thế nào. Nếu các quý vị nghe hơi chậm hơn thông tin của Nga và Nga tiết lộ thì chuyện nó cũng rất là bình thường các quý vị. Chỉ đó chúng ta biết là mấy ngày hôm nay thì Ukraine đã bắt đầu phản công, và sự tổn thất của Nga như thế nào từ trên cái nơi giao tranh đến ở trong sâu đất nước. Ngày hôm nay thì Tổng thống Zelensky ông ta là có lời phát biểu rằng là cái cuộc tấn công của Nga ở tại Kharkiv, Nga có tấn công một cách dữ dội và Nga có lấy một chút xíu dùng đất đai các quý vị, nhưng cái sự thiệt hại của Nga để trả giá cho cái vùng đất này nó vô cùng lớn. Trung Nguyên nhắc lại cái ngày đầu tiên mà Nga tấn công ở khu vực miền Bắc, đó là ngày 10 tháng 5. Các quý vị, ngày 10 tháng 5. À, và trong một tuần mấy vừa qua thì Nga mất tổng cộng binh sĩ trung bình
là khoảng 2.000 binh sĩ mỗi ngày. 2.000 binh sĩ mỗi ngày. Đặc biệt là Nga bị tổn thất về thiết bị quân sự một cách nghiêm trọng. Một cách nghiêm trọng. Vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là xe tăng, xe bọc thép. Tại sao Nga tổn thất nặng nề về xe tăng, xe bọc thép? Thì Nga tiến lên mà. Các quý vị tiến lên thì các quý vị sẽ cơ hội đạp đi vào min. Các quý vị người ta bắn. Nên là khi các quý vị tiến lên thì các quý vị sẽ thiệt hại vì tính mạng binh sĩ. Cả luôn những thiết bị. Nên là thống kê cho biết trung bình trong vòng một tuần mấy vừa qua thì khoảng 2.000 binh sĩ của Ukraine phải nằm xuống mỗi ngày. Đây là một con số khổng lồ. Ngoài cái vấn đề về nhân lực Nga tổn thương thì hạ tầng của Nga đã bị đánh te tua. Chắc là các vị đã nghe Nguyên cập nhật vào cái căn cứ không quân của Nga đã bị thiệt hại nặng nề đúng không? Sự thiệt hại nó có thể nói là khủng khiếp ở tại đảo Crimea. Nhưng nó không riêng biệt về đảo Crimea đâu. Rất là nhiều nơi tỉnh thành của Nga đã bị thiệt hại. Ngày hôm nay những cái kho chứa dầu của Nga, ít nhất là hai nơi kho chứa dầu của Nga cũng đã bị tấn công. Cũng bị tấn công một cách dữ dội các quý vị. Cũng bị tấn công một cách dữ dội. Hai nơi lọc dầu của Nga đã bốc cháy. Tuy rằng Nga không có thừa nhận, ngày hôm nay thì Nga đã công bố rằng là Ukraine có tấn công vào đảo Crimea đó. Đặc biệt là dùng loại hỏa tiễn của Mỹ, Attack MS. Nhưng mà chúng tôi ngăn chặn được hết. Hệ thống phòng không của chúng tôi là vô địch. Hệ thống phòng tâm chúng tôi đã làm đúng bổn phận và trách nhiệm của mình, đã ngăn chặn được 100% tất cả cuộc tấn công của Ukraine và chúng tôi không bị thiệt hại gì hết. Đây là một cái giọng điệu mà các quý vị cũng biết rằng là Nga thường xuyên chia sẻ. Nhưng mà thực tế nó rất là phũ phàng những gì Nga nói. À các quý vị. Nên để chúng ta hiểu rõ được là thiệt hại của Nga đáng kể. Ngoài ra thì ngày hôm nay á, cái lữ đoàn 110 của Ukraine đã công bố trong vòng 2 tuần vừa qua, cái lữ đoàn cá nhân 110 thôi, họ đã bắn rơi 4 chiếc máy bay Su-25 của Nga. 4 chiếc Su-25 của Nga. Tại sao họ bắn nhiều như vậy? Tại sao họ bắn được nhiều như vậy các quý vị? Là bởi vì Nga tấn công mà. Nga tấn công thì Nga phải yểm trợ bằng không quân. Chứ thường xuyên thì không có chiếc máy bay nào của Nga bay trên bầu trời của Ukraine đó. Thường là máy bay của Nga là bay trên lãnh thổ của Nga và bắn qua bên Ukraine. Nhưng khi Nga binh sĩ tiến lên thì Nga phải cần yểm trợ bằng không quân. Thì máy bay của Nga phải đi sát biên giới của Ukraine để yểm trợ không quân. Nên sự hiện diện của máy bay ở trên lãnh thổ của Ukraine đã dẫn đến trong vòng 2 tuần, theo lữ đoàn 110 công bố, 4 chiếc máy bay Su-25. Bây giờ Su-25 bắn rơi nó dễ lắm. Nó dễ lắm. Su-25 của Nga không phải là những công nghệ quá mới. Và những máy bay của Nga thì không có bay nào mà có thể tránh được hệ thống phòng không hết. Nên là bắn rơi máy bay của Nga thì dễ nhan cơm bữa. Dễ nhan cơm bữa. Đây là những cái thiệt hại mà chúng ta nhìn thấy rõ được là trong tuần vừa qua thì Nga có chiếm ưu thế trên chiến trường. Những cái thiệt hại không thua kém. Sự thiệt hại của Nga đáng kể ở nhiều nơi. Nguyên liêu không hết các quý vị, ở thành phố Belgorod, ở gần Istanbul, ở gần Moscow, tuốt ở trong nhiều nơi. Đặc biệt là đã bị cuộc tấn công chính xác máy bay không người lái của Ukraine. Và trong những ngày kế tiếp thì Ukraine làm tiếp tục. Lý do tại sao Ukraine tấn công sâu vào trong mà không tập trung ở tại nơi biên giới giao tranh? Vì muốn đánh vào cái nơi trọng yếu của Nga, đó là cái túi tiền, để làm cho Nga phải hỗn loạn. Vì Nga phải cần rất là nhiều tiền bạc để cung cấp cho cái bộ máy chính trị. Hiện bây giờ trên chiến trường, Nga đã đầu quân trên mặt trận chiến trường là 520.000 binh sĩ. Một con số khổng lồ để tấn công vào Ukraine. Thì Nga phải củng cố cái lực lượng, Nga còn phải sản xuất vũ khí chạy đua với thời gian. Nếu mà hạ tầng của Nga nó bị xáo trộn, nó sẽ dẫn đến cái khủng hoảng kinh tế. Từ kinh tế đất nước Nga đến kinh tế vấn đề quân sự, nó sẽ làm cho Nga sẽ giảm bớt đi có khả năng sản xuất vũ khí và Nga có thể tiếp tục kéo dài cuộc chiến. Đây là cái vấn đề mà lý do tại sao Ukraine họ tấn công sâu vào trong. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng các quý vị. Nhiều tin lắm nha, nên là Nguyên đang suy nghĩ coi là Nguyên chọn tin gì trước. Tin Pháp, Nga và Ukraine đi.
Pháp, Nga và Ukraine. Trung Nguyên nhắc lại cái bài phát biểu của Tổng thống Pháp cách đây một tuần. Ông ta đã làm một cái video short. Thì các vị biết là cỡ này mấy ông tổng thống, mấy ông dùng từ hơi khó nghe là mấy ông ngựa lắm. À, cỡ này mấy ông cũng bắt chước làm video short, đồ TikTok, đồ dữ lắm. À, mấy ông này cái này dữ lắm. Mấy ông này giống như Tổng thống Joe nhà ta vậy đó. Thì cách đây khoảng tầm một tuần thì Tổng thống Macron đã có một cái bài diễn văn rất là ngắn ở trên một đoạn video short, là video ngắn đó, chưa đến một phút. Trong cái bài diễn văn của Tổng thống Pháp đã gửi một cái thông điệp cho cả toàn cầu thế giới cho biết. Ông ta nói rằng chúng ta thấy được cái tình trạng của Ukraine như vậy. Nếu chúng ta để nó, chúng ta không có làm gì hết, thì đó sẽ thành một cái lực rừng, chỉ kẻ mạnh mới thắng. Và cái điều mà chúng ta để nó như vậy, nó sẽ dẫn đến cái sự bất an, bất ổn định mà nguy hiểm cho Liên minh châu Âu của chúng ta. Nên chúng ta phải có hành động yểm trợ Ukraine. Chúng ta phải giúp đỡ Ukraine nhiều hơn. Và chúng tôi đã viện trợ Ukraine vũ khí nhiều hơn để bảo vệ. Ông ta nói, nhưng đến một giai nào đoạn nào đó, Nga đi quá xa, Nga đi đá quá đà, thì Liên minh châu Âu chúng ta phải đoàn kết và nhất trí và phải ngăn chặn cái hành động của Nga. Đất nước Pháp không phải là một cái quốc gia cường mạnh về quân sự, mà là cái quốc gia cường mạnh về hòa bình. Tôi không muốn chúng ta phải bước vào cuộc chiến và tôi mong rằng chuyện đó không xảy ra. Nhưng muốn bảo vệ hòa bình, chúng ta yêu hòa bình thì chúng ta phải biết cách bảo vệ nó và chuẩn bị bảo vệ nó tốt. Đây là bài phát biểu của Tổng thống Pháp mà Nguyên phiên dịch lại bằng tiếng Việt. Với cái trí nhớ của Nguyên thì bài phát biểu nó đơn giản, một phút. Trong bài phát biểu này thì Trung Nguyên phân tích vài vấn đề các quý vị. Thứ nhất là lời phát biểu của Tổng thống Pháp nói rằng là cái gì? Nếu chúng ta để Nga muốn làm cái gì thì Nga làm, mà chúng ta không can thiệp thì thế giới nó bất an. Và thế giới nó trở thành một cái là bên nào mạnh thì bên đó thắng. Chúng ta chơi lực rừng, ở trong rừng, trong rú. Và chúng ta không có luật pháp. Và nó sẽ dẫn đến cái sự bất an ở tại châu Âu. Đặc biệt là nếu Nga thắng thì cái biên giới châu Âu và Nga nó rất là phức tạp, mà Nguyên đã có phân tích rất là nhiều. Đó là một việc chúng ta không để. Việc thứ hai là chúng ta một ngày giai đoạn nào đó Nga đi quá xa, quá đà. Ví dụ là Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, Nga sử dụng vũ khí đáng lo, hay là Nga đã lấn sông sâu vào trong, Nga muốn nuốt trọn Ukraine v.v. thì châu Âu phải có trách nhiệm và bổn phận ngăn chặn cái bước đi của Nga. Và cái câu cuối cùng mà Nguyên thích nó là yêu hòa bình thì phải bảo vệ nó. Các quý vị yêu hòa bình thì các quý vị phải bảo vệ nó. Đó thì cái bài phát biểu ngắn của Tổng thống Pháp mà Nguyên thấy hay. Thì nói thật các quý vị thì ông Tổng thống Pháp của Nguyên ít có khi nào Nguyên thấy đồng ý với ông. Ít lắm. Từ hai nhiệm kỳ của ông rồi, có thể là trong những cái thời gian gần đây với cái quan điểm mà ủng hộ Ukraine, với những bài phát biểu của ông là Nguyên thấy hay nhất. Thì cái bài phát biểu của ông đó đã làm cho phía bên Nga họ không hài lòng. Gần đây á, ngày hôm nay chứ đâu, thì báo chí nó hỏi Putin rằng là, nó hỏi Putin rằng Putin, nghe đồn là Pháp nó sắp sửa gửi binh sĩ. Ông tính sao? Putin, tôi nghe rằng báo chí của Nga đó nha, nó bao vây nó hỏi ông Putin. Ông tức lắm, lúc là Putin không có hài lòng vì cái vị biết là báo đó nó áp lực cho những cái câu hỏi mà làm cho chính phủ họ khó trả lời đó. Ông không vui khi được nghe cái câu hỏi này lắm. Putin, mà không nó gửi binh sĩ thì chúng ta làm sao đây? Thì Putin trả lời rất là ngắn gọn, có vài câu. Đầu tiên nhất thì các bạn phải hỏi mà không có gửi hay không, khẳng định cái điều đó trước đã. Hỏi mà không khẳng định là mà không có chắc chắn là gửi binh sĩ hay không, khẳng định lời phát biểu của Macron và Macron có khẳng định được hay không. Khi mà Macron đã khẳng định gửi binh sĩ đến Ukraine mà binh sĩ đã đến rồi thì chúng ta sẽ nói lại về những đề hậu quả sau. Đi liền, cấp hồ sơ là không nói nữa, đi liền, đi vô luôn, không trả lời nữa. Hỏi đến cái câu này là Putin đã bắt đầu quạo, vì đây là một cái điều mà tại sao Putin quạo? Tại sao Putin phải quạo khi trả lời câu này?
Và Putin khi đặt cái câu hỏi này lên là Putin đóng sổ, Putin không muốn trả lời nữa. À, các quý vị, để cho Nguyên giải thích tại sao Putin không muốn trả lời nữa. Tại sao Putin không muốn trả lời nữa? Lúc đó cái câu nó rất là đơn giản mà. Lỡ ông Pháp cũng gửi binh sĩ làm sao ông Tổng thống ơi, mình là phải làm sao? À, thì Putin trả lời ngắn gọn cho Nguyên nhắc lại nữa các vị, đừng có phải lặp đi lặp lại mà nhiều khi các quý vị không có thấu nó, không có thấm nó. Nó lẻ quá, nó không có thấm nó. À, phải hỏi chắc là mà không gửi binh sĩ có được tin của ba không gửi chưa? Nếu có rồi thì chúng ta sẽ bàn về vấn đề hậu quả. Thì tại sao Putin phải tức giận? Vì đây là cái ước mơ của Putin, bài toán của Putin nó đã thất bại. Vì Putin đã đánh cược rất là lớn. Putin đã tính là bầu cử tại Mỹ. Hiện bây giờ nó có hai đảng. Một đảng thì ủng hộ Ukraine, một đảng thì không ủng hộ Ukraine lắm. Bây giờ trong cái giai đoạn bầu cử ở Mỹ, cái sự yểm trợ Ukraine nó chậm là cái cơ hội mình tấn công. Vì trong đầu của Putin chỉ có Mỹ thôi. Chỉ có nghĩa là chỉ có Mỹ mới can thiệp vào. Mỹ không can thiệp vào thì chẳng ai can thiệp vào. Đầu tiên trong đầu của Putin nghĩ chỉ có Mỹ thôi, vì châu Âu không. Châu Âu không dám. Nhưng không biết trời xui đất khiến nào thì có ông Pháp. Ông đã nêu lên cái vấn đề này làm cho cái kế hoạch của Putin nó phải thay đổi. Bây giờ không phải suy nghĩ chỉ có Mỹ nữa mà suy nghĩ cả luôn ông Pháp. Rồi ông Pháp ông xúi dục những quốc gia khác. Ba quốc gia Baltic, Ba Lan và nhiều quốc gia khác, tổng cộng là 7 quốc gia đã ủng hộ cái quan điểm của Tổng thống Pháp. Thì ông Putin ông phải suy nghĩ và đắn đo. Bây giờ tụi nó vô cuộc chiến là mình còn mệt nữa. Tụi nó mà vô cuộc chiến mình còn mệt, làm cho ông bực bội các quý vị. Vì cái kế hoạch ban đầu và suy nghĩ là nếu Mỹ không vào cuộc chiến thì chẳng ai vào. Vì hiện bây giờ cái tình trạng của Mỹ thì không vào cuộc chiến được với cái tình trạng bầu cử. Nên Putin nghĩ rằng là bây giờ cái thời gian bầu cử tới tháng 11, ai làm tổng thống chưa biết. Ông Mỹ không vô là không ai vô hết, là mình khỏe, mình có dư thời gian để tấn công vào Ukraine. Nhưng cái kế hoạch của Putin nó đã thất bại khi đất nước Pháp và lời phát biểu của Tổng thống Pháp sẵn sàng bước vào cuộc chiến nếu tình trạng của Ukraine xấu đi. Thì cái điều này thì cô chú anh chị em cũng thấy rõ đó, là trong một cái bối cảnh tình hình như vậy đó, thì cái kế hoạch của Putin nó đã thất bại và ông ta phải phân vân, lo lắng nếu cái hành động của mình nó có thể dẫn đến Pháp và đồng minh của Pháp có thể bước vào cuộc chiến và nó sẽ phức tạp cho Nga nhiều hơn trong những ngày kế tiếp. Nên lý do đó làm cho ông ta bực bội các quý vị. Và bây giờ cho Nguyên chia sẻ cùng cô chú và anh chị em những bản tin nó có thể chúng ta thấy được là sự cáo buộc của Nga, Pháp và Ukraine ngày hôm nay nó như thế nào. Ngày hôm nay đó thì Nga đã cáo buộc là Ukraine đã sử dụng những loại bom thông minh do Pháp viện trợ và tấn công trên lãnh thổ của Nga. Trung Nguyên nói là hiện bây giờ có nhiều quốc gia yểm trợ vũ khí cho Ukraine. Một quốc gia duy nhất đồng ý là dùng vũ khí của họ tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga, đó là Anh Quốc. Còn những quốc gia khác, họ chưa bao giờ công bố điều đó. Cả Mỹ cũng không công bố điều đó. Nhưng ngày hôm nay, sau khi vấn đề tranh cãi với vấn đề mà Tổng thống Zelensky than phiền rằng là các anh cho tôi một cái cây gậy đánh chó. Anh cho tôi cây gậy đánh chó mà các anh không cho tôi đánh chó sao được? Ngộ lắm, anh cho tôi cây gậy đánh chó để tôi đập con chó. Nhưng mà ngược lại, anh không cho tôi quyền phép đánh chó. Cho cây gậy mà không cho phép đánh chó thì cái cây gậy đó tác dụng gì? Cho Nguyên nói, cây gậy là nguyên nhân của Zelensky, chó là nguyên nhân của Nguyên. Ok các quý vị nha, chứ không có ông tổng thống nào mà dùng chưa là gậy đánh chó mà đánh chó hết á. Thì đúng là như vậy. Thì Tổng thống Zelensky nói các anh viện trợ tôi vũ khí, tôi cảm ơn, cỡ này chúng tôi không còn thiếu vũ khí nữa, chúng tôi không còn thiếu đạn dược nữa, cảm ơn các anh nhiều. Nhưng mà các anh không cho tôi bắn, cho tôi mà chúng tôi không bắn thì chúng tôi làm được cái gì? Đã. Thì cái vụ than phiền vũ khí trong thời gian gần đây giữa cái quan điểm của Mỹ và nhiều quốc gia khác mà Zelensky đã than phiền, thì Nga đã cáo buộc là Ukraine đã sử dụng vũ khí của Pháp đã tấn công trên lãnh thổ của Nga. Thì cái cáo buộc này thì Pháp làm cái gì? Pháp phớt lờ.
Ủa có sao? Không biết. Không biết. Ôi vậy hả? Nghe có tin đồn hả? Có thiệt hay không? Ủa để điều tra đi, đi từ từ. Đó, bây giờ Pháp làm cái gì? Tại vì cái vấn đề mà thực tế các người Pháp không nói, Pháp không có nói lên lời, nhưng Pháp vẫn âm thầm cho phép. Pháp không nói lên lời, vì nói lên lời thì sợ bị cái sự trả đũa của Nga, sợ bị đáp trả của Nga, sợ bị đe dọa của Nga, nên Pháp im lặng. Pháp không nói về cái chủ đề mà có cho anh tấn công hay không, tôi cho phép không nói gì hết. Nhưng bây giờ Ukraine tấn công rồi đó, thì hỏi ông Pháp, ông nói vậy sao, có sao, để tôi xem xét lại, để tôi coi lại nó rồi nó sẽ qua thôi, nó sẽ qua thôi. Tại nguyên nó là đến giai đoạn này rồi mà còn do dự, đến cái giai đoạn mà 2 năm 3 tháng rồi mà mấy anh cha này còn do dự, còn lo sợ, bây giờ còn sợ gì nữa, đã phóng lao rồi phải theo lao thôi. Đã đến giai đoạn này rồi thì không có cái gì mà chúng ta còn phải do dự mà phải e ngại nữa. À, nhưng mà mấy ông coi, nên là bữa nay thì báo chí của Nga nó cáo buộc rất là nhiều, đặc biệt là giữa Nga và Pháp đang ở trong một cái giai đoạn khá là gay cấn về vấn đề ngoại giao, nên là bữa nay họ cáo buộc là quả bom đạn thông minh. À, cho Nguyên nói một chút xíu về bom đạn thông minh, là cái loại bom đạn là cái bom nhưng mà nó có cánh, nó có cái cánh và người ta thả ở trên cao xuống và nó sẽ bay, nó lạng và nó lạng tới khoảng 70-80 cây số, nhiều khi như vậy. Có nghĩa là người ta thả từ xa ở trên cao xuống và nó lạng xuống, bởi vì nó có những cái đôi cánh, các người, nó đôi cánh trên trái bơm. À, còn nó sẽ lao vào chính xác mục tiêu khoảng cách đó xa 70-60 cây số, chứ nó không phải là loại bơm xưa. Là loại bơm xưa là các vị thả thẳng trái bơm, nó rất tủm. À, chúng ta nghe quá quen quá ha. Chiếc bơm nó thả sẵn, nó ướt tủm. Còn cái này thì nó giống như là chiếc máy bay mà các cái vị xếp bằng giấy đó, các vị chọi, nó sẽ gớt từ trên và nó bay, nó bay xuống nha, rồi nó đi đến mục tiêu. Thì cái loại bơm này người ta kêu là cái bơm thông minh, bơm Kidash. Thì là cái bơm này thì Nga cũng sử dụng rất là nhiều. Loại bơm này thì cái giá trị sản xuất nó rẻ hơn, nó không giống như quả tiễn thì đắt hơn nhiều. Loại cái này thì nó rẻ tiền hơn, các cái vị. Tại vì nhiều khi mấy bác nào biết về quân sự đó thì nói với bác dễ hiểu, còn mấy bác nào không biết đó, thì nó thực tế là giống như Nguyên đâu có biết đâu, Nguyên phải điều tra bơm này là bơm gì ta. À, thì Nguyên phải điều tra, Nguyên phải đọc và Nguyên phải coi hình ảnh, Nguyên mới hiểu được, thì nó sử dụng là như vậy, nó sử dụng là như vậy. Thì có nhiều người giống như Nguyên, không phải ai cũng có cái trình độ về vấn đề quân sự. Ông già của Nguyên đã đi, của Nguyên cái này ông giỏi lắm. Mỗi là nói về thiết bị quân sự, ông nhớ cả mật mã, ông nhớ cả con số luôn. Ông nhớ cả mật mã, ông có con số. Rồi mấy người đi lính đó mà. Mấy người họ đi lính đó, trong đầu của họ nhớ lắm. Ví dụ súng nào, súng mấy, mật mã gì họ nhớ hết. Chiếc xe tăng gì, mật mã gì họ nhớ hết. Chứ mình đâu có chuyên gia đâu. Nguyên nói là chuyên gia, mỗi bên đều có những cái chuyên gia đặc biệt hết. Nguyên không có chuyên gia làm việc đó. Nên là Nguyên, chính bản thân của Nguyên làm thông tin, Nguyên phải đi học. Vậy thì Nguyên nghĩ là tâm trạng của mình, có nhiều người cũng giống như mình, họ nghe nhưng họ đâu có hiểu hết, thì Nguyên phải bắt buộc phải giải thích cặn kẽ. Mấy bác nào biết rồi thì thông cảm cho người khác, để cho người khác cũng có cập nhật một thông tin và kiến thức. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ của chú anh chị em những chủ đề khác, để chúng ta thấy được trong cái tình trạng bối cảnh của ngày hôm nay, tình trạng cuộc chiến mà đã lo lắng cho nhiều quốc gia khác, thí dụ là Ba Lan. Ngày hôm nay thì chính phủ Ba Lan đã đưa ra một cái kế hoạch là củng cố biên giới của Ba Lan với Belarus và Kaliningrad. Thì các vị biết là cái biên giới của Ba Lan đó, nó gần Belarus và nó có một khúc nhỏ nó gần Kaliningrad, là một cái vùng đất của Nga. Có cái vùng đất Kaliningrad nó chơi chẻo, tự nhiên không nguyên châu Âu, cái tự nhiên của ông Nga chút xíu chồng, bực bội lắm các vị. Các vị cũng biết là có cái gì mà nhỏ nhỏ mà tự nó đặt không đúng chỗ, nó bực bội lắm, nhìn thấy ghét lắm. Thí dụ cái khuôn mặt nó rất hài hòa giống như khuôn mặt nó bình thường thôi, tự nó mọc nó nguyên cái cục gùi bự bự, nó đen đen thù lùi chỗ này, nhìn nó thấy thấy là gọi thằng này thấy ghê lắm mà. Nó kỳ lắm đúng không? Nó kỳ lắm. Thì trong bản đồ châu Âu cũng vậy, tự nguyên cái châu Âu là không có ông Nga đó, tự nó có một cái vùng đất nhỏ xíu ngay chăng đồng minh kế bên luôn, ngay chăng biển Baltic,
nó tên là Kaliningrad, thấy ghét thiệt, cũng giống cái một cùi vậy đó, nguyên khuôn mặt mình có một cùi vô. Nên là bởi vì cái vấn đề an ninh và trật tự, nên là Ba Lan đã bắt đầu phải có những hành động về trong tương lai. Về sau thì các quý vị biết là cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, nó không biết được nó sẽ dẫn đến đâu. Trung Yên nói là cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, tại sao chúng ta đã nói nhiều như vậy? Vì nó, chúng ta không đoán được tương lai nó sẽ dẫn đi đến đâu, kết quả nó như thế nào chúng ta không biết. Nên là phòng ngờ, muốn bảo vệ hòa bình phải chuẩn bị cho cuộc chiến. Cái câu này nó rất là chí lý các quý vị. Và Nguyên thấy cái câu này nó thấm. Muốn người ta không tấn công mình, không muốn người ta xâm lược mình, chính bản thân mình phải mạnh. Vị đánh lộn cũng vậy thôi, cũng giống con người chúng ta thôi. Mấy thằng này đô quá mày, mấy thằng này nó học võ đó mày, thằng này nó đô quá, thôi thôi đừng có đụng nó. Tao lựa cái thằng nào yếu yếu. Nếu có xung đột đi nữa, tao lựa thằng nào yếu yếu, nó tầm cỡ tao đó, đó đó. Chứ tao một mình đánh với thằng kia mà nó đô quá, nó bè quá, nó có được. Nên là muốn cho người ta không tấn công mình thì đầu tiên nhất mình phải mạnh, mình phải mạnh. Nên là muốn bảo vệ hòa bình là phải chuẩn bị cho cuộc chiến. Cái câu này nó rất là hợp lý. Nó rất là hợp lý các quý vị. Nó rất là hợp lý. Nên là cái câu nói của trong quân đội nó rất là hợp lý. Mà chúng ta thấy ở ngoài đời nó cũng vậy. Không có thằng nào mà nó lựa cái thằng nó to con, nó cao 2 mét, nó nặng 170 mấy kilo. Mà mình chỉ có 50 kilo mà nó đầu với nó hết. Không có ai ngu vậy hết. Nhìn thấy cái trọng lượng là thấy nó không ổn rồi. Nó dở người tay nằm. Thảy cái là đi luôn. Nên tại sao á, lấy ghệ cũng vậy, lấy vợ lấy ghệ cũng dựa cái cô nào nó vừa tầm cỡ kilo của mình, chiều cao của mình nó vừa phải thôi. Nếu mà lấy em nào mà nó be gì đó, hai vợ chồng mà cái lộn đó, nó cầm gì nè, anh nói gì vậy, anh muốn gì vậy, nó dở lên nhìn nè, nó rồi xong là chết luôn. Mấy anh chị em bên Việt Nam á thì trường hợp nó không có, trên nước ngoài thì có mấy cô đen mạch nó cao lắm, nó bự lắm, mấy em đen mạch tay nó bự lắm, đen mạch tay nó to con bự xét lắm, nó to con nó bự xét lắm. Trời ơi, em nào em nấy nó cao 1m9, 1m8, 1m9 chứ mấy, mà nó bự lắm, nó bự lắm, nó đụng tới nó là nó quất một cái là thôi cha mẹ nhận không ra luôn. Và bây giờ để cho Nguyên nói phải cần bảo vệ như thế nào thì những cái vấn đề áp dụng cuộc sống trên chiến trường nó cũng giống nhau. Thì Ba Lan đã đầu tư 2,5 tỷ, các quý vị, Ba Lan đã đầu tư 2,5 tỷ để bảo vệ cái biên giới của mình, bảo vệ biên giới với Belarus. 2,5 tỷ không phải là con số nhỏ. Chỉ đầu tư trong cái phòng thủ ở tại biên giới 2,5 tỷ Mỹ Kim. Có nghĩa là Ba Lan họ chuẩn bị cho cuộc chiến. Họ nói theo họ nghĩ là tương lai của chiến tranh không tránh khỏi giữa họ và Belarus. Nên là họ tạo ra cái điểm phòng thủ vững chắc. Họ tạo ra cái phòng thủ kiên cố mà tương lai không ai xâm phạm được. Nên là họ tạo ra cái phòng thủ giữa Belarus và cái vùng đất nhỏ của Nga là Kaliningrad. Nó làm rất là ok các quý vị. Nên là đây là một cái điều mà chúng ta thấy được là những cái quốc gia ở cái khu vực xung quanh họ lo lắng. Bây giờ thì cho Nguyên quên một bản tin mà Nguyên mới nhớ lại. Đó là bữa nay một chiếc tàu của Nga đã bị chìm nữa rồi. Chiếc hạm đội của Nga mà kêu là hạm đội liên quan đến vấn đề mà kêu là gỡ mìn rồi đó. Thì hạm đội của Nga đã hành trình trên biển đen thì đã bị xuồng không người lái của Ukraine đã lao vào trong, vinh thêm một hạm đội của Nga đã chìm ở dưới biển cả. Đây để chúng ta thấy được là cái sự thất bại của Nga nó đã chuyển biến thường xuyên, rất là thường xuyên trong thời gian gần đây. Thất bại của Nga nó dồn dập chứ không phải nhiều thất bại, đặc biệt là trên biển cả. Mà Nga lúc từ đó tới giờ nó thực tế với các quý vị là Nga không có giỏi ở trên tác chiến ở trên biển. Thực tế là như vậy, chúng ta thấy được đất nước Nga mạnh như vậy. Ukraine thì hình như là không có hải quân. Ukraine thì hình như là không có hải quân nha các quý vị. Hoàn toàn hình như là con số 0 hải quân. Khi lúc đó lực lượng hải quân của Nga rất là mạnh. Nhưng mà kết quả là gì?
Nga không quản lý được Biển Đen. Nga đã mất hoàn toàn chủ quyền ở tại Biển Đen. Nga đã không còn chủ quyền Biển Đen. Có thể là chủ quyền là Nga không còn quản lý được cái gì. Ngày xưa thì Nga đe dọa, tụi bay mà hàng quá là tao bắn, tụi cũng không bắn được cái gì, không bắn được cái gì hết. Bây giờ không thấy bóng dáng tàu bè nào của Nga mà ở gần phạm vi 200-300 cây số của Ukraine, 200 cây số là không thấy, núp hết. Bây giờ là Ukraine có loại mà quả tiễn ATACMS đó, phạm vi 300 cây số đó, mà chiếc tàu mà nằm ở trong một cái định vị mà họ biết được chỗ đó, là ngay lập tức tiêu hủy, xuồng không người lái, bùm. Họ mà có được hình ảnh, địa điểm chính xác là họ gửi xuồng không người lái, lao vào trong là xong. Đặc biệt là những chiếc xuồng không người lái của Ukraine của năm 2024, nó được tân trang, đổi mới với cái công nghệ mới. Nó tuyệt vời các quý vị, nó lẹ. Và nó còn gắn quả tiễn nữa, để nó bắn trực thăng máy bay, nó ghê lắm. Cỡ này là nó tút lên, cũng giống như con người chúng ta vậy đó, lo chúng ta phải tút lại. Đó. Ông Nguyên cũng mới tút, mới cắt tóc này, cắt tay được vài ngày, cũng phải tút lại, lo phải tút lại. Đó. Phải trang bị nó tút lại. Thì bây giờ thì xuồng của Ukraine năm nay là tút dữ lắm, tút dữ lắm. Xuồng năm 2024 nha. Công nghệ năm 2024, xuồng của Ukraine cực kỳ là đỉnh. Xuồng của Ukraine cực kỳ là đỉnh năm 2024. Đã bắt đầu là trong những cái thiết bị vũ khí mà Ukraine trong tương lai cả thế giới sẽ mua. À, nó ghê lắm, nó tút lại ghê lắm các cái vậy. Nó sơn màu, sơn phết, rồi cái tốc độ nó lẹ hơn, rồi nó gắn nhiều hệ thống hơn, và nó chứa được cái công phá nổ nó nhiều hơn. Nó là chúng ta thấy rõ được là Ukraine trong giai đoạn chiến tranh vẫn có nhiều sự sáng tạo. Trung Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ chương trình. Nên là về vấn đề ở trên biển thì chúng ta đã thấy rõ được là cái mưu đồ của Ukraine, vẫn ước mơ của Ukraine là vẫn lấy được đảo Crimea. Ước mơ của Ukraine là vẫn lấy đảo Crimea cho bằng được, dù bất cứ giá nào. Nên chắc quý vị thấy là thời gian gần đây tấn công vào trong rất là nhiều, rất là nhiều. Tấn công vào trong rất là nhiều. Nên là Crimea nó thực tế với các quý vị bị te tua. Nên là hiện với những cái căn cứ quân sự của Nga, không quân, hải quân, căn sứ bộ binh gì đó đều bị te tua với những cuộc tấn công của Ukraine trong mấy tuần gần đây. Và Crimea không còn là một cái nơi có thể yểm trợ cho Nga trong thời gian sắp tới. Chỉ có điều là Nguyên thắc mắc tới bây giờ, họ có đủ khả năng tấn công vào căn cứ quân sự của Nga một cách dễ dàng mà họ không nhắm vào cây cầu. Cái điều đó là cái điều mà Nguyên không hiểu. Bởi vì các quý vị biết là cái cầu á, nó dài 19 cây số. Nga rất là khó bảo vệ. Không thể nào nó dễ bảo vệ một căn cứ quân sự. Tại sao họ nhắm vào căn cứ quân sự không ngừng? Ví dụ căn cứ không quân, họ tiêu hủy hoàn toàn cái căn cứ không quân, họ tiêu hủy cả luôn cái kho quả tiễn, họ tiêu hủy S-400 đầy thiết bị, họ tiêu hủy hàng loạt mỗi ngày. Họ đánh một cách dễ dàng như vậy. Vậy cái cầu tại sao họ không quýnh? Cái điều đó không biết các quý vị nào có câu giải thích không? Vì cái cầu á, nó không thể nào bảo vệ tốt bằng cái căn cứ quân đội được. Cái căn cứ quân đội là cái nơi chỉ huy thiết bị quân sự, máy bay, nó được hệ thống phòng không bảo vệ rất là chặt chẽ. Khi tấn công vào căn cứ quân sự nhưng lại không tấn công vào cái cầu, chuyện nó lạ. Sợ Putin hả? À, cũng có lý. Sợ Putin nổi cơn điên mà nhấn nút phải không? Vì Putin đã từng có đe dọa mà đụng tới cây cầu của ông là không được, đụng cái gì cũng được nhưng không đụng cây cầu của ông được. Giống như cầu là ông nội ông vậy đó. Đụng cái gì cũng được nhưng không đụng được cây cầu. Putin đã từng nói cái đó. Vì cái cầu này đó nó tượng trưng cho cuộc thành công của Putin. Năm 2014 cái cầu được sau lúc mà lấy cái đảo Crimea thì Putin đã xây dựng cái cầu, nó tượng trưng cái thành công lớn nhất của Putin có. Nên là bây giờ đụng tới cây cầu là ông quạo hay gì không biết. Tới căn Quy không hiểu là mấy bữa nay đánh nhiều nơi căn cứ đó, căn cứ hải quân, căn cứ không quân, căn cứ bộ binh của Nga ở tại đảo Crimea, căn cứ nào cũng bị thiệt hại hết. Một cách dễ dàng vì bây giờ là có quả tiễn rồi đó. Một cách rất là dễ dàng. Thì cái cầu tại sao không tấn công? Quy cũng không hiểu.
vì cái cầu không thể nào bảo vệ được, vì cái cầu 19 cây số đang nó dài 19 cây số sao bảo vệ, nó đâu phải là một cái phạm vi nhỏ đâu. Nó là Nguyên không biết lý do tại sao mà cái cầu thì dễ bị tiêu hủy như vậy, thì mấy ông Khanh lại không có tập trung, mà mấy ông lại nhắm vào cái căn cứ quân sự ông Vinh. Thì các quý vị nói có thể là sợ Putin nhấn nút, cũng có thể cái điều đó thì cũng là nguyên nhân lý do, về cái cầu là ông nội mà Putin ổng đe dọa hoài, đừng có đụng cái cầu tao nghe, đừng có đụng cái cầu tao, đụng cái cầu là chết binh sĩ thì không sao, chết dân cũng không sao, nhưng đụng cái cầu là chết cho tao. Nó hơi nghịch lý ha các quý vị, giống như là tính mạng của con người, tính mạng của binh sĩ nó không đáng giá bằng cái cầu, nó không đáng giá bằng cái cầu, nên là cái cầu bây giờ nó vẫn còn nguyên. Tuy rằng nó có bị vài lần tấn công nhưng vẫn bây giờ nó vẫn vận chuyển được, nó vẫn bình thường. Nó vẫn bình thường, cái cầu Nguyên chưa thấy nó bị tiêu hủy gì hết, nó vẫn còn nguyên. Khi lúc đó cả tầng thì cái căn cứ không quân nghe ở nay không bị tấn công nè, theo tôi hết. Nặng nề theo tôi hết. Nhưng mà không tấn công về cái cầu. Thì là Putin vui rồi. Putin tháo, tao nói nó làm gì nó dám. Ui, căn cứ quân sự được kệ đi. Không sao. Cây cầu còn nguyên là được. Thấy chưa? Cây cầu của tao nó còn nguyên. Cây cầu của tao nó còn nguyên. Làm nói chuyện Nguyên mới nhớ. Cha mẹ Nguyên đặt tên Nguyên cũng có lý. Hỏi gái hỏi Nguyên, anh có bao nhiêu người yêu rồi? Anh còn Nguyên đấy em. Anh tên Nguyên mà không có gì mẹ hết. Nó nguyên vẹn em. Dù có hoa bao nhiêu thì nó cũng còn nguyên em. Nó không mẻ miếng nào hết. Nguyên vẹn, nguyên luôn, nguyên xí luôn, giống như là hàng mới vừa bóc tem. Putin nó còn nguyên các cô chú anh chị, cây cầu của Putin nó còn nguyên thôi. Đó là Putin chắc là vui khi cây cầu không bị tấn công ngày hôm nay. Thì để chúng ta thấy rõ được là tình hình cuộc chiến Nga cũng bị tổn thất nặng nề, chứ không phải chỉ có Ukraine tổn thất. Sự thiệt hại của Ukraine có bị mất về vấn đề diện tích đất đai mà Nga có chiếm đóng dài nơi, nhiều nơi. Thí dụ Nguyên nói là từ miền Bắc xuống sự miền Đông, Nga có lấy được nhiều ngôi làng trong thời gian cả mấy tuần gần đây. Thì có thật, có sao mình nói vậy người ơi. Nhưng mà ngược lại thì Nga cũng phải trả giá cực kỳ là đắt với cái cuộc tấn công của mình. Sự trả giá của Nga nó còn có thể đắt hơn những gì Nga chiếm lấy. Và các quý vị phải nhớ rằng là chiến tranh nó là như vậy. Anh ưu thế ngày hôm nay chưa chắc là anh sẽ giữ được lâu. Anh lấy một chút xíu đắt nhưng chưa chắc là nó sẽ bền lâu các quý vị. Và cái điều đó thì chúng ta còn phải theo dõi với một thời gian dài trong cuộc chiến. Tuần tới sẽ có những cái buổi họp của Mỹ và của Ukraine. Sẽ nói về tình trạng của cuộc chiến, Mỹ sẽ họp trước. Sau cái buổi họp của Mỹ để chuẩn bị cho cái buổi họp ở tại Thụy Sĩ vào tháng 6, có nghĩa là Mỹ họp trước, Mỹ Ukraine, và Mỹ sẽ mời một số lượng quốc gia tham gia với cái quy mô nhỏ, Nguyên nghĩ là mấy chục quốc gia, để chuẩn bị cái hồ sơ họp ở tại Thụy Sĩ, sau đó chuẩn bị cái hồ sơ để họp ở tại Hoa Kỳ vào tháng 7 NATO. Có thể nói là trong những cái thời gian là cái thời gian mấu chốt, nó cũng nằm ở gớt, và trong những cái thời gian sắp tới đây là cái thời gian mà Thế vận hội Olympic. Ngày hôm nay thì Tổng thống Zelensky đó đã có một cái lời công bố giống như là Putin. Thì cách đây ngày hôm qua mình có chia sẻ với các vị là ông Putin nói không có hòa bình, không có nghỉ mệt gì hết đó. Trong cái vấn đề Thế vận hội, kể tụi bay chơi thể thao rồi tụi bay chơi. Tụi tao chơi chiến tranh là tụi tao chơi chiến tranh. Đúng không? Tụi bay chọi này chọi kia, chúng tao chọi lựu đạn, chúng tao chọi pháo. Nên là không có nghĩ mệt. Cái đề nghị tạm ngừng bắn là do Tổng thống Pháp và ông Tập Cận Bình trong cái chuyến đi châu Âu vừa qua, là tạm ngừng bắn trong cái giai đoạn mà Thế vận hội thể thao. Thì Putin ngày hôm qua đã phát biểu là không có nghĩ mệt gì hết trơn, tiếp tục chiến tranh. Không có ngừng, không có cắt đoạn gì cả. Tụi bay coi đá banh thì tụi bay coi đá banh, và tụi tao coi chiến tranh là tụi tao coi chiến tranh. Tại vì năm nay thì không biết Nga có được chiếu hay không, Thế vận hội Nga có được chiếu hay không không biết nữa, nên là chắc là như vậy đó. Tao đâu có được đâu, thôi tao có chiến tranh. Thì bữa nay thì Zelensky cũng nói như vậy, không có ngừng,
không có ngừng. Không có ngừng. Nên là hai bên đã chấp thuận là cuộc giao tranh nó sẽ tiếp diễn. Và không có bên nào chấp thuận cái vấn đề ngừng bắn trong cái giai đoạn Thế vận hội diễn biến ra ở tại Paris hết. Hai bên đều quyết tâm hết ga, đặc biệt là Tổng thống Zelensky. Ở cỡ này chúng tôi thở phào. Không còn có vấn đề thiếu đạn dược tạm thời bây giờ. Mà Tổng thống Zelensky cứ chấp hoài, phải chăng các cơ về gửi cho chúng tôi sớm hơn 4-5 tháng trước thì cái tình trạng ngày hôm nay nó sẽ không có. Nhưng mà bây giờ thì vấn đề đạn dược nó đã không còn phải là vấn đề. Tại vấn đề đạn dược nó không phải là vấn đề. Thì cái điều mà trách móc này nó cũng vô dụng thôi. Bây giờ chuyện nó đã qua rồi. Bây giờ nhắc lại chuyện quá khứ thì nó cũng chẳng được cái tác dụng gì. À các quý vị. Nên là đối với Nguyên là Ukraine bây giờ phải tìm ra những cái biện pháp để mà củng cố lại. À, củng cố lại ở nhiều mặt trận. Vì Ukraine bị yếu thế về số lượng binh sĩ rất là nhiều. Khi Nga hiện bây giờ trên mặt trận chiến trường là 520 mà Ukraine chỉ có 300 à. Mà 300 của Ukraine là không phải nằm ở chiến trường, 300 của Ukraine nó là gãi gác phải bảo vệ nhiều nơi. Chứ đâu phải là 500 trên 300 chiến trường đâu, khoảng tầm 200 trăm mấy vậy đó, ở trên cái nơi giao tranh mà Nga tới 500 lận. Khi lúc đó là các người biết không, có nghĩa là tổng binh sĩ của Nga, Ukraine bây giờ chỉ có 300 thôi, khoảng đó. Khoảng 300. Nhưng mà Nga đã điều động 500.000 binh sĩ ở nơi giao tranh. Nên là binh sĩ nơi giao tranh của Ukraine thì Nguyên cao lắm, Nguyên nói là khoảng tầm một trăm mấy ngàn binh sĩ. Còn những binh sĩ khác là phải bảo vệ những thành phố. Lỡ có biến cố bị tấn khu này khu kia, phải bảo vệ nhiều mặt trận. Đó là số lượng binh sĩ của Ukraine đã thấp hơn Nga rất là nhiều ở tại những nơi giao tranh. Nên là nếu bây giờ thì Ukraine phải tìm những biện pháp nào, thứ nhất là chiêu mộ, số lượng chiêu mộ. Thứ hai, thời gian chiêu mộ phải huấn luyện.